Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 11 tháng 4 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban dân vận tỉnh ủy triển khai công tác quý 2 năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác Trung Quốc về dự án xây mới cơ sở 2 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Huyện Tiên Lữ tích cực trả nợ động trong xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc thành phố Hưng Yên thực hiện hiệu quả chương trình nếp sống văn hóa văn minh. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận quý 2 năm 2018. Sự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả công tác dân vận đạt được trong quý 1 năm 2018, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu quý 2 năm 2018, Ban dân vận các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện đề án số 01 về nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đề án số 02 về nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền. Ban dân vận tỉnh ủy sớm triển khai các văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác dân vận như chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 25 về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ dân vận để nhân rộng mô hình, nắm chắc tình hình tín ngưỡng tôn giáo để giúp các cấp ủy giải quyết những vấn đề phát sinh. Triển khai nghiêm túc kế hoạch số 08 về việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban dân vận tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân tỉnh năm 2018. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo đó trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận quý 2 năm 2018. Sáng nay, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2015-2017. Sự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2015-2017, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 3 đã lãnh đạo chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, quy định, hướng dẫn của trên về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nhận thức ý thức tự giác chấp hành kỷ luật pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông của cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng cao, tổ chức tốt các cuộc hội thao, hội thi xe tốt, lái xe an toàn và tìm hiểu về luật giao thông, văn hóa giao thông. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông của quân nhân đã giảm, tai nạn giao thông sử dụng xe mô tô và ô tô cá nhân giảm về số vụ và số người chết, không có vụ mất an toàn giao thông đường thủy. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã khen thưởng cho 14 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2015-2017. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Trung Quốc về dự án xây mới cơ sở 2 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tại khu Đại học Phố Hiến. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành hữu quan. Dự án xây dựng cơ sở 2 của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tại khu Đại học Phố Hiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có quy mô khoảng 70 ha với hạn mức vốn là 2.860 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án kéo dài trong 5 năm 2017-2022, trong đó Chính phủ Trung Quốc viện trợ không hoàn lại cho dự án là 2.600 tỷ đồng. Học viện được xây dựng theo tiêu chuẩn của Đại học Sức khỏe với mô hình trường bệnh viện thực hành. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ đáp ứng quy mô 10.000 sinh viên và cơ sở bệnh viện thực hành đạt tiêu chuẩn Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền hạng 1, quy mô 600 giường bệnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh tỉnh Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện để đoàn công tác Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ khảo sát dự án, đồng thời yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam trong việc cung cấp các thông tin liên quan đến dự án. Cũng trong buổi sáng, đoàn công tác Trung Quốc đã đi khảo sát thực địa tại khu đại học Phố Hiến, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Tháng 5 năm 2017, huyện Tiên Lữ còn nợ đọng kinh phí xây dựng 134 dự án công trình với tổng số tiền trên 74 tỷ đồng. Nhờ tích cực huy động mọi nguồn lực nên đến nay các xã đã trả nợ được gần 50 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành trả nợ đọng, ngoài việc đẩy nhanh tiến độ thu tiền xử lý đất dôi dư, các xã trong huyện Tiên Lữ còn tăng cường đấu giá đất giãn dân theo quy định. Do vậy, một số xã có số tiền nợ đọng xây dựng nông thôn mới cao như Hải Triều 24 tỷ đồng, nay chỉ còn nợ 10 tỷ đồng. Các xã Ngô Quyền, Trung Dũng, Dị Chế hiện đã cơ bản trả được nợ từ 70 đến 80% kinh phí. Bên cạnh việc huy động mọi nguồn lực để trả nợ vốn các công trình xây dựng cơ bản xong trước tháng 6 năm 2018 theo kế hoạch, hiện các xã trong huyện cũng đang tập trung nâng cao các tiêu chí phấn đấu. Hết năm 2018 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 8 trên 14 xã. Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tiến, thôn Đống Long, xã Hùng An, huyện Kim Động, 15 năm nuôi ong lấy mật và thu lợi nhuận cao từ mô hình này. Đặc biệt năm nay, sản lượng mật thu nhiều gấp 2 lần năm ngoái. Với số lượng trên 400 đàn ong ý đạt ở nhiều địa điểm khác nhau là Khoái Châu 300 đàn, Kim Động 126 đàn, trước khi đưa ong về đặt ở hai huyện trên, cũng với số đàn ong đó, ông Tiến đã đặt và lấy mật ong hoa nhãn tại sông Mã. Theo cựu chiến binh Tiến cho biết, năm nay nhãn sai hoa, lượng mật của đàn ong cũng cho nhiều hơn gấp 2 lần năm ngoái, do đó hiệu quả kinh tế đem lại cho người nuôi cũng cao hơn nhiều. Từ số ong này, tại mỗi điểm ông quay được 5 cầu và đạt tổng sản lượng trên 7 tấn mật, với giá bán cho các thương lái trong tỉnh từ 90 đến 100.000 đồng 1 kg, vụ nhãn năm nay ông thu khoảng 700 triệu đồng. Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Công Thương chi nhánh Mỹ Hào đã có nhiều giải pháp hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện cho nông dân duy trì chăn nuôi hoặc chuyển đổi sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác để có thể trả nợ. Năm 2017, chi nhánh đạt dư nợ trên 3.300 tỷ đồng, tăng 21%, trong đó dư nợ khách hàng dân cư sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi chiếm 45%, đặc biệt cho 15 nhà máy thức ăn chăn nuôi và 200 hộ vay làm trang trại và đại lý thức ăn. Trong bối cảnh người chăn nuôi gặp khó khăn, chi nhánh đã chủ động nắm tình hình kinh doanh, cùng người chăn nuôi bàn bạc các phương án sản xuất, xem xét và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như lập kế hoạch cơ cấu lại các khoản nợ để giảm lãi suất cho vay. Đáng chú ý là ngân hàng đã đứng ra tổ chức hội thảo giữa khách hàng chế biến thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, các đại lý thức ăn và người chăn nuôi tìm các giải pháp để liên kết hỗ trợ lẫn nhau từ thức ăn đến thuốc thú y và tiêu thụ sản phẩm lẫn nhau. Bên cạnh đó đã đẩy mạnh cho vay các dự án mới về xuất khẩu nông sản công nghệ phụ trợ, vay bán lẻ sản xuất thương mại dịch vụ và tiêu dùng. Vì vậy, dư nợ lĩnh vực chăn nuôi được ổn định và giảm bớt khó khăn cho khách hàng. Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngày 9 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức gắn biển công trình nhà máy sản xuất thuốc Tân Dược, công ty trách nhiệm hữu hạn Chavaco Hưng Yên tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Nhà máy sản xuất thuốc Tân Dược công ty trách nhiệm hữu hạn Chavaco Hưng Yên chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2017, sau 2 năm triển khai xây dựng. Dự án có diện tích trên 46.000 m2, tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Nhà máy có 3 phân xưởng với 5 dây chuyền sản xuất thuốc Tân Dược công nghệ hiện đại, công suất 1.200 triệu đơn vị sản phẩm một năm. Hiện nhà máy đang tạo việc làm ổn định cho 150 lao động với mức lương bình quân gần 12 triệu đồng một người một tháng. Thắp sáng đường quê là công trình thanh niên của Đoàn Thanh niên xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, sau 4 năm đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Công trình có tổng chiều dài 1,5 km với gần 50 bóng đèn điện được thắp sáng tại trục đường giao thông chính và đường ra khu vực nghĩa trang của thôn Bình Xá. Đây là tuyến đường thanh niên tự quản của chi đoàn thôn. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thanh niên chi đoàn thôn Bình Xá còn đảm nhận bảo dưỡng thay lắp hệ thống đường điện bị hỏng.
Toàn bộ kinh phí lắp đặt, sửa chữa và đóng tiền điện hàng tháng do Đoàn Thanh niên địa phương đảm nhận, có đèn đường chiếu sáng thuận lợi cho thanh thiếu nhi vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, nhân dân đi lại thuận lợi, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với sự chung tay góp sức của các cấp ủy đảng và toàn thể cộng đồng, những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trên địa bàn tỉnh ta đã và đang nhận được sự quan tâm, trợ giúp, từng bước xoa dịu nỗi đau, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Bà Trần Thị Gần ở xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu có chồng là ông Nguyễn Hữu Bền tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bị nhiễm chất độc da cam. Năm 1974, ông xuất ngũ trở về địa phương, ông bà sinh thêm được hai người con nhưng cả hai đều bị di chứng bởi chất độc da cam. Ông Bền đã mất cách đây 4 năm, bà Gần năm nay đã 80 tuổi, già yếu, không có khả năng lao động, cùng hai người con bệnh tật phải sống dựa vào số tiền trợ cấp của nhà nước. Thấu hiểu sự khó khăn vất vả của gia đình bà Gần, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam huyện Khoái Châu đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng cùng với sự chung tay giúp sức của anh em họ hàng để giúp bà xây dựng ngôi nhà mới. Đi chiến tranh về thì ông đã hết sức lao động rồi thì không lao động được nữa. Gặp thêm hai cháu bị ảnh hưởng chiến tranh, bị chất độc da cam. Tôi không thể nào mà sửa được nữa. Cái nhà lúc bấy giờ thì cái nhà cấp 4 dột nát nhiều quá, cứ mưa thì lại phải mang thao chậu ra hứng ấy. Hội cũng giúp đỡ cho được 20 triệu. Thế mới lại con cái nó cho thêm vào, rồi là anh em, con cháu trong họ mạc người ta tư giúp. Xây dựng được căn nhà ở trên bền dưới chặt. Thì là, bây giờ là tôi cũng yên tâm ở cái chỗ là sau này thì các cháu cũng có chỗ ở. Gia đình anh Bùi Văn Thu ở xã Đa Lộc, một trong những gia đình nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ con giống sản xuất. Anh Thu là thế hệ thứ hai bị nhiễm chất độc da cam. Trong những năm chiến tranh ác liệt, bố đẻ anh Thu là ông Bùi Văn Vi đã bị nhiễm chất độc hóa học và để lại di chứng khiến anh bị teo chân phải từ khi mới sinh. Chia sẻ khó khăn với gia đình anh, những năm qua Hội Chữ thập đỏ huyện Ân Thi luôn quan tâm, giúp đỡ. Năm 2012, gia đình anh còn được tặng bò sinh sản và đã sinh sản được 3 lứa, chuẩn bị sinh sản lứa thứ 4, mang lại cho gia đình anh thu nhập gần 30 triệu đồng, nhờ đó cuộc sống đỡ vất vả hơn. Tôi được Hội Chữ thập đỏ tặng con bê, tôi được 3 lứa, mỗi lứa được 9 triệu. Là tôi nuôi hai đứa con này học. Tôi rất phấn khởi và cảm ơn Chữ thập đỏ đã quan tâm thôi. Đây chỉ là hai trong số nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh nhận được sự sẻ chia động viên của các cấp các ngành và Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh. Các đối tượng không chỉ nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp hội đoàn thể mà còn nhận được sự chia sẻ của nhiều cá nhân. Tiêu biểu phải kể đến ông Đỗ Trọng Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nam xã Đông Kết, huyện Khoái Châu. Từ năm 2009 đến nay, năm nào ông cũng ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam và chương trình Tết vì người nghèo nạn nhân chất độc da cam khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Phát từ tấm lòng thương dân thương ái, đã lằn đủ lá đách, gặp phải những hoàn cảnh, những gia đình bị chất độc da cam. Nên tôi cũng thấy họ khó khăn, nên hàng năm tôi cũng bớt chút kinh tế để ủng hộ và giúp đỡ những gia đình đấy để cho họ bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Toàn tỉnh hiện có trên 4.750 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Đây là các đối tượng chủ yếu bị bại liệt, chậm phát triển trí tuệ, khiếm thị, khiếm thính và phần lớn đều thuộc diện nghèo. Để giúp đỡ các đối tượng những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã tham mưu với ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh, tổ chức thực hiện nhiều việc làm thiết thực. Chỉ tính riêng trong năm 2017, toàn tỉnh đã vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam được trên 6 tỷ đồng. Số tiền này đã hỗ trợ cho 8.390 lượt đối tượng nạn nhân và gia đình nạn nhân bằng nhiều hình thức như xây nhà cho 25 hộ trị giá 515 triệu đồng, sửa nhà xây công trình phụ cho 60 hộ trị giá gần 680 triệu đồng. Tặng bê sinh sản cho 18 hộ trị giá trên 254 triệu đồng, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.600 lượt nạn nhân trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Chiến tranh đã đi qua hơn 43 năm, xong nỗi đau da cam vẫn còn ở lại. Đối với tỉnh ta có khoảng 10.000 đối tượng là nạn nhân của phơi nhiễm chất độc da cam và con cái của họ. Nay còn khoảng gần 5.000. Trong đó có
khoảng 2.800 là người tham gia kháng chiến tranh trực tiếp bị nhiễm, và khoảng 1.700 là con đẻ của họ, và còn gần 500 là người đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để xác nhận là nạn nhân da cam. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng và phát triển quỹ nạn nhân chất độc da cam năm 2018, với truyền thống đạo lý của dân tộc uống nước nhớ nguồn, thực hiện chính sách người có công và an sinh xã hội, thay mặt ban vận động quỹ, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ của cộng đồng nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động cùng các tập thể nhà hảo tâm đến với quỹ. Mọi sự ủng hộ gửi về cơ quan thường trực là Hội Chữ thập đỏ các cấp. Quan tâm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam bằng những việc làm ý nghĩa thiết thực không chỉ là giúp họ thêm tin yêu vào cuộc sống, vươn lên hòa nhập với cộng đồng, mà đây còn thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mời quý vị và các bạn đến với mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tống Chân, huyện Phù Cừ đã tích cực tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với các đoàn thể chính trị tổ chức mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, kêu gọi đầu tư của các sở ngành trong trồng trọt chăn nuôi về giống phân bón. Năm 2017 đã mở được 6 lớp hỗ trợ về kỹ thuật đối với một số giống cây trồng như dưa Thái Lan, dưa Nhật Bản, trồng trong nhà kính, bưởi, cam, nghệ. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như hợp tác xã An Thịnh Phát, mô hình trồng trọt chăn nuôi của ông Hà Duy Lành, Lương Thế Chính, Đào Hoài Nam, Nguyễn Văn Chức. Nhờ sự nỗ lực hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng như của chính quyền địa phương và các đoàn thể trong xã, nhiều mô hình kinh tế phát triển kéo theo thu nhập bình quân đầu người của xã Tống Chân cũng cao, đạt 37 triệu đồng một người một năm. Ông Đào Văn Miên, trưởng ban công tác mặt trận thôn Tất Viên, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, 12 năm gắn bó với công tác mặt trận là 12 năm, ông được bà con nhân dân trong thôn đánh giá là người cán bộ hết lòng vì công việc. Gia đình bà Phạm Thị Lượng với gia đình bà Tạ Thị Xíu trong năm 2017 có xảy ra mâu thuẫn đất đai. Nhưng với sự khéo léo thuyết phục của ông Miên và ban công tác mặt trận thôn, hai gia đình đã chấp nhận hòa giải. Chỉ tính riêng năm 2017, ông Miên đã hòa giải thành công 6 vụ. Bên cạnh đó, ông còn vận động được nhân dân hiến 70 m2 đất thổ cư, 350 triệu xây dựng đường bê tông, tu sửa khu di tích đình làng và miếu làng. Sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc của ông đã được chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ghi nhận và đánh giá cao thông qua những bằng khen, giấy khen ông được trao tặng. Chương trình số 10 của Thành ủy Hưng Yên về nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh triển khai từ năm 2016 và đến nay được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên triển khai hiệu quả bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Gia đình ông Chu Tiểu Bình, phố Nhân Dục, phường Hiến Nam là một trong số gia đình từ nhiều năm nay được công nhận là gia đình văn hóa của thôn. Giữ chuẩn mực của nhà giáo, mặc dù đã về hưu, nhưng ông luôn dạy con cháu trong gia đình, sống phải hòa thuận và biết yêu thương nhau. Trước hết là phải chấp hành mọi kiến pháp luật cho thật tốt, mẫu mực trong cuộc sống hàng ngày, để được nhân dân tin yêu. Nhân dân tin yêu thì chỉ có như thế thì chúng ta mới thấy rằng là trong nhà có ba thế hệ sống đoàn kết, hòa thuận, dân chủ. Tôi rất là dân chủ với các con, các cháu trong cái vấn đề đó để mà xây dựng cái gia đình văn hóa cho thật tốt. Ngôi nhà của chị Dương Thị Lanh tại thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên được sửa chữa là nhờ sự hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo. Với số tiền 8 triệu đồng, không nhiều nhưng đủ để gia đình chị che mưa, che nắng. Tính đến nay, toàn khu dân cư thôn 1 đã vận động ủng hộ quỹ người nghèo được trên 12 triệu đồng, hỗ trợ 5 hộ xây và sửa nhà đại đoàn kết. So về trước kia, ấy, thì thực sự là
rột nát lắm, mà phải căng dây bóng. Nhưng được sự quan tâm của Đảng và chính quyền và các cấp thì hỗ trợ. Nhà tôi thì bây giờ thì nói chung là nó không rột nát nữa mà nó chắc chắn rồi. Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp được triển khai phong phú đa dạng, lồng ghép vào các buổi họp tổ dân phố. Chương trình được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng và làm điểm ở 3 phường Quang Trung, Lê Lợi, Hiến Nam. Đa số người dân nhận thức rõ và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới việc tang. Phong trào xây dựng khu dân cư 3.0, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Sau một năm thực hiện, thì Ban Thường vụ Thành ủy đã đánh giá là có kết quả khả quan. Nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân đã tăng lên một bước, diện mạo đô thị đã phát triển theo cái hướng là văn minh hiện đại. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng với lại các ngành, đoàn thể cùng cả hệ thống chính trị để tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, văn minh trên địa bàn thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Xã Hải Triều chú trọng làm đường giao thông nội đồng. Toàn tỉnh còn hơn 2.800 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.